đây nhá, chồng người đến với channel tối nay bác lại là chú gọi xỉu đây nhá. Hôm nay đem vào cái bố nhỏ nhỏ 10 triệu để anh vào đây ra bán cà phê ấp câu về bờ về cổng kia thì đưa chơi nhá. Rồi anh em ơi, để tới đợi cầu này thì để coi anh em mình có gọi là lụm lúa ngay tay. Bàn đỏ à, bàn đỏ để coi để sơi về lại cái tài tiếp ấy. Bàn đỏ để sơi nhẹ là cái tài 1 triệu thôi. Đấy, cây nào không chắc đánh chắc anh em ạ. Đấy, đánh lại cái này là đánh lại cây 1.250 đi. Đây về lại tài mà sang 1.250 ở nhà. Ok chưa? Về lại cái tài 1.250. Chờ cầu ra có tiền. Đấy, trước khi mở bác là cầu nào cũng sáng em ạ. Đấy. Nói chung là đánh chơi game mình là đánh kinh nghiệm nó nhiều, đánh nó dễ án lắm, chứ không phải là kinh nghiệm nó ít thì đánh cầu anh em đánh thua, hiểu không? Nên là khi mà tôi là lên like là các kiểu người nhớ nạp tiền vào. Và đây để anh em mình cùng nhau đánh cầu về bờ, lập lúa về bờ. Đã gọi là đánh cầu nhà mình là cứ gọi là phát đạt. Cái tỷ lệ thua nó thấp lắm, ok chưa? Rồi, gãy à? Này đã xỉu không? Bàn này đa tài, này đa bú. Này đánh nhỏ nhỏ thôi, không đánh to làm gì. Bốn nhỏ đánh nhỏ, bốn to đánh to. 52 à. Rồi, lập này có tài, bên có tài rồi. Nói chung là mình đánh, nói chung là mình cảm thấy là cầu mình đánh bốn to nhỏ đánh đều đánh nhỏ nhá, đừng đánh to làm gì. Đánh to nó thua đấy. Tiếp lại cái tài này 2M nữa, bàn đỏ 2M tài. Bàn đỏ đi tay 2M tài nhá. Tiếp mấy bàn không? Đây bàn xanh là về xỉu à. Về xỉu tiếp cây 2.5. Đã là cây 2.5 của mình. Về cầu mà cầu nào chả sáng, cầu mấy nước này sáng cực kỳ, sáng nước là đánh dễ về, quan trọng đánh cách đánh cầu rồi, phân tích cầu động nút số nữa, có khi động nút số lộn ngược rồi nhá, đấy nhiều công thức lắm, công thức nào mà cảm thấy áp dụng được áp dụng, là quan trọng là người vào đây thấy cầu quen là đập ngay mà, theo tôi là thấy cầu quen là đập ngay, cái này có lậm ta, ơi. Lậm rồi, cái này lậm chắc rồi. Cầu này chơi cái này lậm chắc. Đánh cầu chơi cái này lậm chắc trắng luôn. Không có vội vàng. Cầu cái đánh không phải bù bạn làm gì. Bú chắc rồi, cái gì nặng anh em ơi. Cái này thì mẹ đéo cần nặng nữa. Này chuẩn vị 100% ra xỉu. Không có gì mà nặng hết. Tiếp về cầu tiếp này. Cầu này để mình soi thôi. Mình soi đọc vị, các đọc vị. Máu wifi lắc nhỉ. Wifi lắc quá lắc, để F5 lại phát đi. Wifi lắc quá để F5 lại phát nhá. Mà đang ngồi quán cà phê em ơi, đang ngồi quán cà phê nhưng mà phải bắt quán mạng quán cà phê bên kia. Mẹ chả biết quán cà phê bên này mạng cái kiểu gì mà toàn buồn mát cục nhưng mà đánh vào không được. Để lẹ lẹ vào đây xem cầu nào. Em nào lẹ lẹ vào đây xem cầu tí nào. Rồi, lẹ làng. Vào đây sơn ngay bằng đỏ với xỉu thôi. Sơn ngay thôi. Lẹ làng cho nó vui chứ. Lẹ làng nào, sơn ngay bằng đỏ với xỉu tiếp. Wifi nó hơi lắc tí à. Nhiều lúc wifi lắc lắm. Bàn xanh này bị xỉu à. Trời sướng à. Biết ngay mà. Cầu này nói chung là vào đây lập lúa là tẹt ga mà. Có xỉu là bú. Bàn đỏ vào đây đặt nhanh có xỉu là bú. Chả gì mà gọi lo. Đánh nhà tôi đánh rồi ba đời đánh. Cái việc đánh tài xỉu nó rất là dễ dàng rồi. Lậm không. Cầu này là soi được là công thức này lậm chắc rồi. Lậm chắc hai quả xỉu à. Đang là gọi đồng hoa xỉu. Đồng hồ ra xỉu ấy. Nói chung là khi bắt công thức thì về cầu thì em đánh như vậy, gọi là theo cách đánh nhà mình ấy. Cách đánh nhà mình đánh sao thì mà đánh theo vậy. Mình có thể là nạp tiền vào đây theo cầu nhà tôi cũng được. Đấy. Cầu này anh em dễ là chơi dễ quá. Còn này anh em đi đá bắt lại tôi là về cầu 1-1 nhá. Tin tôi bắt lại về cả 1-1. Về bàn đỏ và lại tiếp mình là cây hơi khó. Hơi khó từ này để phân tích là ra 2 xỉu đúng không? Ra 2 xỉu đi. Đi ra kép à. Ra xỉu 2 kép vào đúng không? Để về tiếp là cái xỉu à. Nhỏ nhẹ nhàng thôi, gần 3M thôi. Đánh nhỏ nhẹ nhàng không đánh nhiều. Bàn đỏ nghi vấn ra tài. Nghi vấn ra tài nên đặt nhỏ ít. Bàn nào nói chung là đặt cao là bàn đó chắc chắn đặt cao ấy. Có khi anh em đánh hay bị lệch cầu tâm lý là gần như là đánh cái ăn cái thua, thấy không? Bàn đỏ đã xỉu rồi. Bộ tài à. Này bú được một bên này được. Nói chung là đánh hai cây ăn một bên cũng được. Ăn bên nào to tiền hơn là ăn thôi. Nạp vốn vào nhỏ kiếm vài ngày và tầm vài triệu bạc, ok. Dễ chơi dễ sơi. Đánh cầu mình cứ dễ chơi dễ sơi thôi. Thấp được không? Rồi, ok à. Gãy rồi. Anh em đánh tiếp mình phải xỉu tiếp nhá. Thế là cái xỉu tiếp. Bàn đỏ 3 củ xỉu. Còn này bác ăn chắc một bền thôi. Bàn xanh thì đánh lại cho mình nhẹ nhàng 1M thôi. Đánh nhẹ nhàng lại thôi, không cần đánh gì vội vàng làm gì hết. Đánh càng vội nó càng thua. Đánh nhẹ nhàng về cầu thôi. Chứ anh em đánh mà vội vàng làm gì nhá. Sơ là không phải vội quá. Đã chưa là sơ gì vội.
nhẹ nhàng cầu, tâm lý nhẹ nhàng về về cầu ấy. Lời được bao nhiêu được, lợi ích cũng được, vốn nhỏ lợi ích, còn vốn to lời vẫn bình thường không? Vốn 30 lời 10, vốn tầm 10 củ lời tầm là 6-7 củ là ok. Ngày kiếm cháo mà, đánh là đi kiếm cháo chứ, đâu phải đánh là để cho ấy đâu. Lầm rồi, xỉu nhá, xỉu 10 luôn. Thông chắc máy tay mà, đặt thêm cân cửa luôn. Má sợ không cân mẹ nó cửa, sợ là không cân cửa đây. Rồi cân này, bú không? Nói chung là anh em mà đánh bằng đỏ vậy coi cân cửa thôi, bằng mặt xanh là coi cân cửa thế nào vậy, dễ đánh hơn. Cầu này để coi lượng về cầu tiếp nào. Đây là cái tài, đây là cái tài 4 củ đi. Bằng đỏ là về lại cái tài 4 củ nhá. Xin phép bằng đỏ chắc chắn về tài các bác. Xin phép bằng đỏ mình chơi chắc chắn là về tài luôn. Bằng xanh là không cần đánh cũng được đấy. Nhẹ nhàng đánh cũng được, không cần đánh cũng được. Nói chung là bằng nào cảm thấy chắc, ok mà đánh luôn, không cần đánh bằng kia. Bằng kia cảm thấy nó mơ hồ là mình không cần đánh. Cảm thấy mơ hồ là không cần đánh làm gì. Đồng tiền đi liền với khúc ruột mà. Đánh mà cứ dở dở ngương, nó không có cho ăn đâu. Dễ chơi dễ sơi hết. Lậm vị bằng đỏ không? Lậm vị không? Lậm vị chắc rồi, mẹ tà 12 mà. Bú nhá, quá thơm nhá. Cầu này thơm bơ ấy, đánh nhẹ được thơm bơ. Đi lại cây mình bằng xanh, đi lại cây nhẹ nhẹ nhàng. Cây chịu mấy ấy. Nói chung đánh được lậm vị thơm bơ. Ngày kiếm lãi nhẹ và đồng thôi. Và đồng lãi mình được có cháo để ăn thôi. Có cháo để hấp. Ngày sau 41 đúng không? Rồi, rồi. Ok rồi, ok rồi, ok. Thôi nhá. Nhẹ nhàng chốt đơn được là tầm là 9 củ nha. Ok, một ngày đấy lại 9 củ là ok rồi, hợp lý rồi bác. Đấy, không cần đánh nhiều nữa làm gì. Đấy. Bạn nào là nói chung là thấy cô em đánh hay, chia sẻ những công thức hay ho là đọc vị hay ho cho xin một like subscribe nhé mọi người. Và chúc anh một ngày chơi vui vẻ mắm với cộng game thì đùa chơi nhá, và giúp tiền thôi. Bye bye anh em, bye mọi người nhá. Và đừng quên là nhớ follow kênh nhà tôi một ngày các bác. Bye bye anh em nhé mọi người. Ok, tổng chào các bác, bye mọi người nhá.